chào cả nhà nhá. Ngồi ở bên vỉa hè bán từng củ khoai từng bắp ngô này thì lấy đâu ra người yêu đúng không? Cái phụ nữ bây giờ nó yêu là phải xe đẹp, đất rộng, tiền nhiều. Yêu gì cái ông bán khoai bán ngô này đúng không? Đấy. Buồn lắm cả nhà yêu ạ. À, người ta rét mướt thì người ta đưa người yêu đi ăn đi chơi, mình thì ngồi bán hàng đây. Bảo hành 54 tiếng.